các bạn đã like và subscribe chưa? Có rất nhiều video bổ ích đang chờ đợi các bạn đó. Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Poro. Mình là Ngân. Các bạn ơi, có phải là khi học tiếng Nhật, nhất là sau khi học xong hai bảng chữ cái và có một số ít vốn từ vựng cho bản thân rồi á, thì các bạn sẽ nhận ra là có những từ mà cách phát âm và cách viết của nó khá là đặc biệt đúng không nè? Và sự đặc biệt đó là có lý do hết đấy, là vì trong tiếng Nhật của mình có sự xuất hiện của các trường âm, xúc âm và âm mũi đã gây ra không ít khó khăn cho người nước ngoài như chúng ta khi mà muốn phát âm tiếng Nhật đó. Nào, vậy thì còn chờ chi nữa, hãy cùng mình tìm hiểu xem đó là những âm như thế nào và cách phát âm ra sao thì đúng nhé. Và video ngày hôm nay sẽ là về trường âm, xúc âm và âm mũi trong tiếng Nhật. Sore dewa, hajimemashou. Trường âm Nagai oto. Đầu tiên là trường âm, hay trong tiếng Nhật còn được gọi là nagai oto. Trường là dài, âm là âm thanh, vậy trường âm là những âm thanh dài. Và ở đây chúng ta sẽ hiểu đó là những nguyên âm có chức năng kéo dài và độ dài của chúng sẽ gấp đôi những âm bình thường. Ví dụ, âm A của chúng ta chỉ có độ dài là một nhịp mà thôi, trong khi A sẽ có độ dài gấp đôi là hai nhịp. O một nhịp, nhưng O sẽ có tận hai nhịp lận đấy. Ngoài ra, một chức năng nữa, trường âm cũng sẽ làm thay đổi nghĩa của từ. Như mình có y là để chỉ cái dạ dày, nhưng y có trường âm sẽ có nghĩa là tốt, là đẹp. Y ga itaku narimashita. Mình đau dạ dày quá. Nhưng tenki ga i desu ne. Hôm nay trời đẹp quá ha. Hoặc một ví dụ khác, e sẽ là bức tranh, còn e có nghĩa là dạ, vâng. Vì vậy các bạn cần lưu ý những từ có hay không có trường âm để tránh hiểu sai nghĩa của từ nha. Trường âm trong Hiragana. Khi học bảng chữ cái, chúng ta đã học theo cột rồi, thì sang đến trường âm sẽ khác một xíu. Chúng ta sẽ chia theo 5 hàng nguyên âm A, I, U, E, O nhé. Và mình sẽ có quy tắc thêm trường âm như sau. Đầu tiên, với hàng A thì trường âm cũng chính là chữ A luôn. Và cách đọc trường âm thì các bạn chỉ cần kéo dài chữ cái có trường âm ra thêm một nhịp. Tức là mình sẽ không đọc nguyên âm đang đóng vai trò là trường âm ở đây ra, mà chỉ kéo dài chữ đứng ngay trước nguyên âm đó mà thôi. Như hàng A mình có Oka-san là mẹ. A ở đây chính là trường âm của ka, cho nên mình sẽ kéo dài ka ra thêm một nhịp, đọc là Oka-san, không đọc là Oka-a-san các bạn nha. Thêm một ví dụ nữa, Oba-san là bà. A ở đây cũng là trường âm của ba, cho nên mình sẽ kéo dài ba ra thêm một nhịp. Oba-san, Oba-san, không đọc là Oba-a-san các bạn nha. Sang đến hàng thứ hai là hàng Y, thì trường âm cũng là Y luôn nè. Oishi, Oishi. Y chính là trường âm của Shi. Oishi là ngon. Oji-san, Oji-san. Y là trường âm của Ji. Oji-san tức là ông của mình đó. Tương tự, hàng Ư sẽ có trường âm là Ư luôn. Kuki, Kuki là không khí. Còn Sugaku, Sugaku chính là môn toán. Còn đến hàng E sẽ đặc biệt hơn một xíu, vì sẽ có tới hai trường âm lận, trường âm I và trường âm E. Trong đó, trường âm I sẽ được sử dụng nhiều hơn. Mình có từ Ego. Ego là tiếng Anh, trong đó I chính là trường âm của E, cho nên mình sẽ đọc E kéo dài ra một nhịp nha. Đọc là Ego, mình sẽ không đọc riêng biệt như là Ego các bạn nha. À, thêm một ví dụ nữa, các bạn hay gọi thầy cô của mình là gì? Có phải là Sensei đúng không nè? Sensei thì Y cũng là trường âm của C, cho nên mình sẽ kéo dài C ra. Sensei. Các bạn sẽ không nghe mọi người gọi thầy cô là Sensei đúng không? Vì Y là trường âm Sensei. Và cuối cùng hàng U mình cũng có hai cách thêm trường âm luôn, là Ư hoặc O. Trong đó trường âm Ư sẽ được sử dụng phổ biến hơn. Mình có từ Koko là trường trung học.
Đây là một từ vựng khá đặc biệt vì có tận hai cặp trường âm ở trong lận. Mình có hai trường âm ư của hai chữ cô, cho nên mình sẽ đọc kéo dài ra thành cô cô. Cô cô là trường trung học các bạn nha. Vậy thì đố các bạn trong từ vựng Otosan thì trường âm sẽ nằm ở vị trí nào nè? Chính xác rồi, đó chính là trường âm ư nằm phía sau chữ tô, nên mình sẽ kéo dài tô ra nha. Các bạn cùng đọc theo mình. Otosan. Otosan có nghĩa là bố nha. Và cách phiên trường âm Daromaji chúng ta cũng có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ ghi thẳng nguyên âm đó ra luôn. Ví dụ như trong từ Otosan thì mình sẽ viết Daromaji như thế này. Chính là cách mà nãy giờ mình đã viết ra cho các bạn đây. Còn cách thứ hai là mình sẽ dùng dấu gạch ngang và viết nó lên trên đỉnh đầu của chữ cái mà có trường âm. Như Otosan mình sẽ ghi ra như thế này đây. Vì vậy sau này khi thấy những ký hiệu phiên Daromaji như vậy, các bạn có thể suy ra đó chính là trường âm mà phát âm cho đúng nha. Các bạn hãy đọc với mình các từ này nha. Obasan. 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 Ojisan. 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 Ở đây mình thấy cả hai cặp từ trên đều có cách đọc na ná nhau đúng không nè. Tuy nhiên nếu phát âm đúng trường âm thì chúng ta sẽ có các từ vựng có nghĩa khác nhau đây. Oba-san không có trường âm thì mình chỉ đọc chữ ba một nhịp mà thôi. Và chữ san mình sẽ đọc theo âm ngang. Oba-san. Oba-san có nghĩa là cô dì, bác của mình. Còn khi có trường âm thì mình sẽ kéo dài chữ ba ra thêm một nhịp nữa. Oba-san. Và các bạn có để ý là khi này chữ san của mình đã được đọc nhẹ hơn không? Oba-san. Oba-san có nghĩa là bà. Cũng tương tự như vậy, Oji-san khi không có trường âm sẽ được dùng để nói về chú, cậu, bác của mình. Còn khi có trường âm vào mình sẽ đọc thành Oji-san, được dùng để nói về ông. Nào cùng đọc lại một lần nữa với mình nha. Oba-san. Oba-san. Oji-san. Oji-san. Nào cùng mình làm một chút luyện tập thôi nào. Ở đây mình có hai cột từ, các bạn hãy lắng nghe mình đọc và chọn xem đó là từ ở cột bên trái hay là bên phải nha. Ichiban. Koko. Koko. Niba. Yuki. Yuki. Samba. Yume. Yume. Yomba. Mama. Mama. Goba. Sekai. Sekai. Trường âm trong katakana. Trường âm trong katakana thì cũng có cách đọc và chức năng y chang như bên hiragana luôn. Riêng chỉ có cách viết là mình sẽ dùng dấu gạch ngang này cho tất cả các trường âm của katakana. Còn đơn giản hơn hiragana rất là nhiều đúng không nè. Mình có kado, chính là thẻ tín dụng. Trường âm trong katakana đã được biểu diễn bằng dấu gạch ngang này rồi đây. Và cũng tương tự, mình sẽ kéo dài ka ra thêm một nhịp nha. Kado. Một từ nữa, deto. Deto, kéo dài D ra, mình sẽ có hẹn hò. Deto. Và từ này các bạn sẽ nghe các bạn nữ Nhật Bản nói rất là nhiều nè. Darin. Darin chính là lấy từ tiếng Anh darling, dùng để gọi người yêu là các bạn nam nha. Darin. Darin.
Chắc là sau khi nghe xong các bạn sẽ hoang mang, không biết khi nào thì từ vựng đó có trường âm, còn khi nào thì không có, đúng không nè? Mình sẽ mách cho các bạn một mẹo nhỏ, đó chính là một từ vựng không có trường âm thì khi đọc ra, người Nhật sẽ có xu hướng lên giọng hoặc là xuống giọng một xíu. Còn khi có trường âm vô rồi thì từ vựng đó các bạn sẽ nghe nó hơi ngang ra. Một ví dụ để mình có thể hình dung hơn nha. Mình có thế giới là sekai. Sekai đã được nhấn giọng lên xuống vì nó không có trường âm. Sekai. Nhưng khi sekai mình đọc ngang ra, sekai thì sẽ có nghĩa là chính xác. Sekai. Sekai. Các bạn hãy thử vận dụng mẹo này vào nha. Súp âm. Soku on. Súp âm hay còn gọi là âm ngắt, âm nhanh là một loại âm đọc trong tiếng Nhật được ký hiệu bằng chữ xíu nhỏ như thế này, hoặc là như thế này đây, với kích thước chỉ nhỏ bằng 1/2 so với chữ kana thông thường mà thôi. Khi một từ có súp âm, chúng ta sẽ đọc ngắt đi, mình sẽ không đọc chữ xíu nhỏ đó lên mà chỉ ngừng một xíu rồi đọc tiếp nha. Nào cùng đọc với mình cái từ sau đây nhé. Otto. Otto. Kitte. Kitte. Gakko. Gakko. Zashi. Zashi. Âm mũi. Hatsuon. Các bạn có nhớ trong bảng hiragana và katakana thì chữ cuối cùng là chữ gì không nè? Đúng rồi, đó chính là chữ in. Và âm mũi trong tiếng Nhật cũng chính là cách đọc chữ in đó đấy. Dù phiên ra chữ Latin là N, nhưng có phải khi đọc tụi mình sẽ dùng mũi và đọc thành in, in đúng không nè? Do đó, chữ in cũng có 3 cách đọc như sau: M, ng và in. Với cách đọc đầu tiên, nếu đứng sau in là các phụ âm M, B và P thì mình sẽ đọc in thành M, tức là khép môi lại các bạn nha. Ví dụ trong từ Konbanwa có nghĩa là xin chào, dùng vào buổi chiều. Mình có sau in là ba thuộc hàng phụ âm b nên mình sẽ đọc in thành m. Konbanwa không phải là Konbanwa các bạn nha. Konbanwa. Và khi mình đọc thành con như vậy á thì cũng giúp cho việc phát âm của mình dễ dàng hơn nữa. Konbanwa. Thêm một từ nữa, Enpitsu chính là cây bút chì, thì sau in mình có p. P thuộc hàng phụ âm h, cho nên sẽ đọc thành m nha. Enpitsu. Enpitsu. Và với những chữ in của cách đọc này, các bạn cũng sẽ phiên ra romaji thành chữ m luôn nhé. Konbanwa. Enpitsu. Cách đọc thứ hai là khi in đứng cuối và đằng trước nó là các phụ âm h, b, h. Lúc này chúng ta sẽ đọc in thành âm ng các bạn nha. Ví dụ trong từ Nihon. Nihon là Nhật Bản, có in đứng cuối và đằng trước in là chữ hô. Hô trong hàng phụ âm h. Theo quy tắc số 2, mình sẽ đọc in thành ng. Nihon. Nihon. Thêm một từ này nữa nè. Shinbun tức là tờ báo. Mình có tổng 2 chữ in ở trong từ vựng này. Với chữ in đầu tiên thì sau chữ in đó là chữ hư. Áp dụng theo quy tắc số 1 thì mình sẽ biến chữ in đầu tiên thành m. Shim. Còn chữ in thứ hai là chữ in đứng cuối và phía trước nó là chữ pu trong hàng phụ âm h nên sẽ được biến thành âm ng. Vậy thì tóm lại mình sẽ đọc từ vựng này thành shimbun. Shimbun chính là tờ báo. Nihon no shimbun là báo Nhật. Tuy được đọc thành ng nhưng khi phiên ra romaji thì những chữ in đứng cuối này vẫn được viết thành n các bạn nha. À, riêng với từ Nihon thì mình sẽ có hai cách đọc với hai ý nghĩa tương ứng đó. Nihon và Nihon. Nếu chúng ta đọc là Nihon thì sẽ có nghĩa là Nhật Bản. Còn Nihon thì sẽ là hai cây, hai chai, một đơn vị đếm dùng cho các vật thon dài. Bạn nào chưa xem video về cách đếm của mình thì hãy nhấp vào link bên dưới phần mô tả để xem ngay cho nóng nha. Ngoài ra, khi in đứng giữa và sau nó là các phụ âm K, G, W thì chúng ta cũng đọc thành ng luôn nha. Như mình có từ Tenki có nghĩa là thời tiết, âm mũi in đứng giữa và phía sau là ki. Ki thuộc hàng phụ âm K nên mình sẽ biến in thành ng và đọc là Tenki. Tenki.
Tiếp theo, mình có ongaku. Ongaku là âm nhạc. Sau in, mình có chữ ga. Ga lại thuộc vào hàng phụ âm g. Mình sẽ áp dụng theo quy tắc biến in thành ng. Vậy là sẽ đọc thành ongaku. Ongaku. Vậy thì còn tích bao dương thì sao? Chúng ta sẽ có từ denwa, chính là điện thoại. Sau in là wa, thì mình sẽ biến thành ng luôn. Denwa. Ngoài hai trường hợp là cách đọc m và ng trên ra thì chúng ta sẽ đọc âm mũi là ưn như bình thường nhé. Ta-da! Vậy là chúng ta đã học xong trường âm, xúc âm và âm mũi rồi. Bây giờ hãy cùng mình luyện đọc các từ sau đây nha. Toke. Toke. Imoto. Imoto. Asatte. Asatte. Kippu. Kippu. Konbini. Konbini. Denki. Denki. Kissaten. Kissaten. Ginko. Ginko. Các bạn thấy bài học hôm nay như thế nào? Phát âm trong tiếng Nhật quả thật là rất khó đúng không nè? Nhưng mà chúng ta chỉ còn cách là phải học thôi. Vì bản chất của ngôn ngữ chính là chấp nhận và bắt chước đúng không nè? Hãy cố gắng luyện tập thật nhiều nha. Và nếu thấy video ngày hôm nay bổ ích thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube Tiếng Nhật Mỗi Ngày để ủng hộ Tiếng Moro tụi mình ra thêm được nhiều sản phẩm bổ ích nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào, mình ta nè. Bye bye. Học tiếng Nhật chưa bao giờ dễ dàng đến thế với các công cụ hỗ trợ của Bodo. Bodo tất cả các app học tiếng Nhật, từ ngữ pháp đến 6.000 từ vựng hay ho, kanji và luyện nghe nói cũng không quá khó với app của Bodo. Còn chờ gì nữa mà không tải ngay, ứng dụng có trên cả Android và iOS. Chỉ cần sạc với từ khóa Bodo nha. Chưa hết, mình còn đăng tải nhiều bài học bổ ích trên fanpage Tiếng Nhật Mỗi Ngày và còn livestream trên bay để luyện DJBT cùng các bạn nữa đấy. Giờ thì hãy like và follow liền đi nào. Còn bạn nào yêu mến mình thì cũng có thể theo dõi Facebook cá nhân và Pay Ngân Sakumi để cập nhật những kiến thức và câu chuyện thú vị về tiếng Nhật nha. Chinh phục tiếng Nhật cùng Bolo thôi. Gambarimasho!